Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay hiện tại là bạn Đan không biết là đang ngồi đấy để làm gì nhỉ bạn Đan nhỉ? Ngồi để ngắm cá à? Có cá không? Không. Đây nha, hiện tại là bọn mình đang ở một cái bờ suối ngồi chơi này. Đấy. Ở gần bờ suối như này không biết là có con cá sấu hay là con cá mập, cá voi gì không nhỉ Đan nhỉ? Đang nghĩ là có không? Ui con cho chân lên đi tí, chẳng may có con cá sấu thật đấy. Cái gì con vừa bảo cái gì? Đây có quả gì đấy? Trứng ốc. Trứng ốc á? Ui đây này, đây có một con ốc thật này. Cái trứng màu ốc. Cái màu hồng hồng đấy là trứng ốc à? Vâng. Đây trứng ốc nhá. Đây còn con này thì là con ốc này. Đấy. Bắt con ốc cho Đan nhé. Đây đây có con ốc này. Đây không phải ốc đâu. Đây không phải con ốc là con gì? Ốc gì đây? Ốc xin. Đây là con ốc nước. Con ốc nó sống ở dưới nước này. Không phải ốc sên là nó sống trên cạn, con này là con ốc sống ở dưới nước. Con này ở ngoài chợ họ cũng bán để mang về làm canh ăn mà. Bạn Đan hỏi là con nướng được không? Con này là nướng được thoải mái các bạn ạ. Ui, Đan ơi, hình như bên kia bố thấy có con có một con cá sấu kìa. Kìa. Ui, con cá sấu nguy hiểm thế nhở. Đấy, bố bảo ở đây có cá sấu mà con không tin. Đấy. Con không sợ à? Con ngồi gần con cá sấu như thế con ngồi gần con cá sấu như thế con không sợ à? Cá sấu ở kia. Đây. Chỗ giữa cái vũng nước đây. Đấy, cá sấu ở đấy nhá. Ui, đấy con cá sấu ở đấy con. Nãy thế nãy con bảo là không có cá sấu, bây giờ có thật con sợ không? Đấy. Đấy các bạn mà đi vào vườn bách thú hay là đi đâu mà gặp cá sấu ở gần thì tốt nhất là chúng ta nên tránh xa nhé các bạn nhé. Đừng có lại gần nó không là rất là nguy hiểm. Bởi vì cá sấu là nó là một loại động vật rất là hung dữ các bạn ạ. Thôi bây giờ mình với cả bạn Đan sẽ tiếp tục đi sang bên bên này. Đi sang bên này để săn tìm khủng long nhé mọi người nhé. Hôm nay mình với cả bạn Đan sẽ đi tìm khủng long. Đấy, thế là sau một cái thời gian đi thì bọn mình bây giờ đã đến công viên của khủng long rồi các bạn ạ. Đấy, phía đằng sau lưng của bạn Đan thì là có một cái cổng của công viên khủng long. Và đằng sau nữa có một con khủng long cổ dài kìa. Ui, bạn Đan có sợ không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong đấy nhá. Đi nào. Ở kia có một con khủng long cổ dài kìa. Ui đúng rồi đấy, con khủng long cổ dài to thế. Con khủng long cổ dài là động vật ăn cỏ hay là ăn thịt đấy Đan? Là ăn cỏ ạ. Đúng rồi, con khủng long cổ dài là động vật ăn cỏ nhá. Đấy, khủng long ăn cỏ là chỉ chuyên ăn cỏ thôi mà nó có kích thước rất là lớn. Đấy. Rồi bây giờ mình lại với cả bạn Đan sẽ lại tiếp tục đi khám phá công viên khủng long nhá. Ở đây có cái gì họ đốt cái gì ở đây nhỉ? Đây này có cái gì đây này? Bới xem họ đốt cái gì ở đây? Nướng khoai à? Nướng sắn. Hả? Nướng sắn. Đây là củ sắn mà nhỉ? Đây. Bà con ở đây đi làm họ nướng sắn ở đây này. Rồi nào đi khám phá khủng long tiếp nào. Ui đúng rồi. Ui con khủng long T-Rex. Dữ tợn thế nhờ, khủng long T-Rex thì là khủng long bạo chúa nhá cả nhà nhá các bạn nhá. Đấy. Ơi nó đang nghịch cái bánh xe này. Đấy. Con có sợ khủng long T-Rex không? Sợ nó ăn thịt đấy nhờ. Thế đấy cho nên là con phải đứng xa nó ra nhá. Con này nó hung dữ lắm ấy. Ấy bạn Đan là đang đứng xa ra này. Ui con khủng long T-Rex rất là to luôn, rất là hung dữ luôn.
chuyên ăn các loại động vật nhỏ, mà nó còn ăn được cái con khủng long cổ dài ăn cỏ lúc đấy cơ. Đấy. À, thử ra bờ suối dưới này xem có cá sấu không. Lúc đấy mình ở trên kia là thấy có cá sấu rồi, bây giờ thử xuống dưới này xem còn cá sấu ở đây không. Ui, dưới này có nhiều cá sấu này. Trời ơi. Hẳn 5 con liền. Ấy. Cá sấu to thế, có cả con to con nhỏ bơi đi bơi lại đây này. Ấy. Đấy, bạn Đan bảo là sợ cá sấu thì phải đứng xa ra này. Đấy. Cá sấu là động vật thời tiền sử hay là động vật thời nay? Động vật thời nay. Đúng rồi, động vật thời nay, nhưng mà cá sấu là xuất hiện cùng với khủng long đấy, nó sống cùng với cả loài khủng long nhưng mà nó không bị tuyệt chủng con ạ. Đấy, con nhớ chưa? Rồi chúng ta lại tiếp tục đi khám phá tiếp nào. Đây. Ở đây rất là rậm rạp luôn các bạn ạ. Đi xuống dưới kia xem nào. Đấy, bạn Đan này. Bố ơi, ở kia có một con khủng long ba sừng kìa. Ui, đâu? Kia kìa. Ui, khủng long ba sừng to thế. Đấy. Hôm nay chúng ta đi công viên khủng long là gặp rất là nhiều loại khủng long các bạn ạ. Mình với cả bạn Đan là hôm nay khám phá được nhiều loại khủng long đấy. Khủng long ba sừng là giống loài khủng long gì nhỉ? Đúng rồi. Đấy các bạn ạ, khủng long ba sừng thì là thuộc loại khủng long mà ăn cỏ các bạn ạ. Con này thì nó cũng khá là hiền lành. Nhưng mà các bạn phải để ý là trên sừng đó, trên đầu nó có mấy cái có ba cái cặp sừng ấy thì là nó cũng rất là nguy hiểm nhá. Nên là tốt nhất các bạn đừng nên đến gần và làm phiền nó. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục đi khám phá khủng long tiếp nào. Ui, Đan ơi, ở dưới này có hai con khủng long nó đang đánh nhau này. Một con khủng long màu trắng và một con khủng long lưng có gai này. Ấy, ui. Dùng đuôi để quật nhau. Không biết là chắc là tranh chấp địa bàn hay sao ấy. Dữ lắm. Ấy, thế là hôm nay mình với cả bạn Đan đã đi khám phá được rất là nhiều loại khủng long các bạn ạ. Ấy, từ khủng long ăn thịt xong mà đến khủng long ăn cỏ rồi lại cá sấu nữa. Nói chung rất là nhiều loại khủng long. Ấy, thì là con thấy chuyến đi ngày hôm nay của bọn mình như thế nào? Rất vui và thú vị nhỉ? Vâng. Thế bây giờ có khả năng là mình đi về thôi nhỉ? Vâng. Rồi, thế là bây giờ bố con đi về đi. Bố ơi, ở đây có cái gì này? Cái gì đấy? Ui, ở đây sao tự nhiên lại có cái máy bay như thế này? Xem nào, con thử nhặt lên xem nào. Nó có tắc như này. Ui, cái máy bay này bố xem nào. Ui, sao tự nhiên ở cái chỗ mà toàn khủng long lại tự nhiên lại có máy bay như này. Ui, cái này không biết có bay được không nhỉ? Đâu, coi thử kiểm tra xem nào. Ui, nó bay được này. Thả tay ra xem nào. Vừa mới cất cánh đã phải hạ cánh khẩn cấp rồi. Chắc là cái máy bay này nó sắp hỏng hay sao chứ nhỉ. Đó, để bố xem nào. Bây giờ để mình bật lên cho các bạn cùng xem nhé. Hay là nó sắp hết pin rồi. Ui. Thả nhá. chắc là nó sắp hết pin xong người ta mới vứt đi ấy nhỉ. Ơi. Nó rơi hạ cánh ở đây này. Thôi mình mang về mình sửa lại xong là mình sạc đầy rồi hôm nào mình nghịch sau nhá. Ừ. Cái gì đấy? Bạn Đan là đi đâu các bạn ạ? Ở gần cái này này.
Ui sao lại có cái ô tô ở đây? Ui cái này bên trong nó có gì mà ui, có cái tiếng là cạch ở trong này. Như cô, hay là có kẹo ở trong? Con thử mở ra xem nào. Đây để mình mở nhá. Cái này hình như nó mở hơi khó. Ui có kẹo này. Có kẹo và một cái món đồ chơi ở trong. Đây có cái gì đây? Cái đĩa với cái thìa này. Có cái thìa. Cái này là cái gì đây? Cái này là hạt gì đây nào? Thử một miếng xem ngon không nào. Ui là cái gì đây? Là kẹo. Kẹo sô cô la. Ui ở công viên khủng long lại còn có cả rơi cả kẹo sô cô la ở đây nữa chứ. Hay thật đấy. Ngon không đấy? Có. Là cho bố một hạt nào xem có ngon không nào. Hết rồi nhau rồi. Đấy. Ngon thật. Lại còn có cả đồ ăn nữa, thử tìm xem là còn cái gì nữa không nào. Ui, lại có thêm một cái ô tô nữa. Nhưng mà cái này là cái gì? Ui, cái này là bình sữa à? Bình sữa và kẹo mút à? Bình sữa kẹo que à? Cái này là dùng để mồm để mút vào đấy à? Rồi tiếp tục nào, cho vào trong túi đấy xong là mình lại tiếp tục đi tìm. Chắc là ở quanh đây vẫn có nhiều đồ ăn đấy. Ở đây là có sticker chú hề, năm chú hề này. Cái gì đấy? Sticker và năm chú hề. Sticker và năm chú hề á? À? Ui cái này đẹp này, cái này mang về dán. À hay là bây giờ con bóc ra con dán cái máy bay trang trí cho nó đẹp xem nào. Cái này là kẹo chú hề à? Vâng. Ui hay đấy nhờ. Đấy, năm chú hề luôn. Để cho vào trong túi. Bây giờ bạn Đan sẽ bóc những cái miếng dán này dán vào chiếc máy bay này trang trí cho nó luôn. À, dán vào cánh nó à? Đấy, dán vào cánh nó. Bóc em này ra dán vào thân máy bay cho nè. Dán được không? Đó. Đâu vô xem đã. Ui giời ơi, trang trí là đẹp đấy nhờ. Thôi, bây giờ tạm thời mình cất đi, xong là về mình dán tiếp. Bây giờ cũng muộn rồi, đi về thôi. Vâng. Có gì ngày mai mình lại tiếp tục đi chơi tiếp. Vâng. Đấy. Rồi, có khả năng là video của mình kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của bọn mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bạn Đan Đan xin chào mọi người đi. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Rồi ok. Rồi bye bye mọi người nhá. Bye. Bọn mình đi về đây.